Hey, xin chào các bạn, và hôm nay là một cái vlog phú quý và cũng là vlog cuối cùng của mình về cái hòn đảo xinh đẹp này. Nếu như các bạn chưa xem những cái vlog trước thì các bạn có thể click vào đường link ở dưới mô tả của mình đã để ba cái vlog về phú quý ở đó rồi. Và hôm nay là một cái vlog về ăn uống, hai cái món ăn mà mình trải nghiệm được ở phú quý rất là lạ. Nếu như mà các bạn đọc những cái bài review ở trên mạng, trên Facebook thì các bạn sẽ biết ở phú quý nó có rất là nhiều món ăn nổi tiếng, ví dụ như cua hình đế này, tôm hùm này, những cái món ăn 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 vặt ví dụ như là bánh xèo này hoặc là bún rêu này, vân vân và vân vân. Nhưng mà có hai món nếu như mà theo mình không được người dân ở đó người ta nói ra hoặc là người ta chỉ cho mình thì mình chưa biết là phú quý nó sẽ có, đó là hai món cá nóc và bò nóng. Nói về món ăn ở phú quý thì mình có một cái ấn tượng rất là mạnh, đó là phú quý ăn rất là ngọt. Mình đã có 10 ngày đi xuyên suốt các tỉnh miền Tây và mình có thể ăn được những cái món ăn miền Tây. Bản thân mình là người miền Trung và người miền Tây người ta nấu ngọt nhưng mà mình lại có thể ăn được tại vì mình sống ở Sài Gòn khá là lâu. Nhưng mà khi mà mình về Phú Quý cái độ ngọt của nó rất là lạ, cái vị nó không hiểu sao mà Phú Quý cũng là một cái hòn đảo thuộc cái tỉnh miền Trung mà người ta có thể ăn ngọt như vậy và cái vị ngọt nó rất là lạ. Và thậm chí những cái món ăn buổi sáng á, phở ở đây kia mình không thể ăn được, không thể húp được nước luôn, mình chỉ có ăn ăn bún và thịt thôi, không thể ăn nước luôn tại vì nó ngọt và nó rất là khó ăn. Và ấn tượng thứ hai đó là cái món cá nóc, thì thực ra là mình đã có ăn cá nóc ở một cái quán ở làng chài ở Nha Trang rồi, nhưng mà mình không nghĩ là Phú Quý là có, và mình được một em bạn ở đó giới thiệu cho mình và mình đi thử ngay. Và sau đây là vlog về cái món cá nóc mà mình đã thử và mình cũng review luôn những cái món ăn ở cái quán đó cho các bạn coi nha. Nếu như các bạn có dịp ra Phú Quý thì nên thử một lần cho biết ăn thịt cá nóc như thế nào. Mình đang ngồi ở quán Ốc Già, thì nó quán này chắc là chỉ có dân địa phương người ta mới biết thôi. Và mình thấy đồ ăn ở đây khá là rẻ, thì bây giờ mình sẽ gọi trước là có ở đây có một món rất đặc biệt là cá nóc sả ớt này, rồi chắc là mực mực ấp chao, tôm vỗ là cái gì ta, ở đây có cá trình, cá bớp, cá đuối, cá mú này, lòng cá bè, cá bò hấp. Các món ở đây khá là rẻ, các bạn từ 50.000 cho tới khoảng 100.000 thôi à. Chắc mình sẽ gọi trước về cái món được giới thiệu ở đây nhiều, đó là cá nóc ở trên một cái cá nóc xào xả sả ớt, rồi thêm từ trên mực ướp chao, rồi ướp chao này nướng hay là sao, trên một cái tôm hấp bia, tôm trên ba lạng, trên một cái gỏi cá mai. Rồi từ đó trước đi em, đây cho các bạn coi cái menu đồ ăn. Thì món đầu tiên là ra gỏi cá mai. Thằng em ơi, nào. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái gỏi cá mai này, xem cái gia vị người ta ướp như nào nha. Nhưng mình đoán chắc là sẽ có cái vị đầu tiên là vị ngọt. Nào mình ăn thử. Đúng như đoán luôn, ngọt. Nhưng mà cái này phải ăn kèm bánh tráng nữa sao chứ. Thì là thuộc ăn như là có bánh tráng mà người ta chơi chưa đem mang ra. Dạ. Mình ăn. Thì nhiêu à? Dạ dạ. À, biết là cái này có bánh tráng mà ngon, nhưng mà mình giờ mình ăn thử cái này, mình chấm cái này trước. Cái vị nó đã ướp này, hơi ngọt một xíu. Tại vì nó có thói quen người ta ở đây người ta ăn như vậy rồi. Khá mềm, tươi, không có cái tanh của cá, rất là ngon. Đây là món mực ướp chao. Bây giờ thấy mùi chao rồi đó, nhìn giống hình không?
giống như là hình, lúc đầu tự ra tự mình tưởng là hình, thì mình sẽ thử xem như thế nào nhé. Nó khác với lại mực bình thường như thế nào. Mực ốc chao mà xào nha, thông thường mình thấy ốc chao người ta hay nướng thôi. Cái vị béo béo của chao, nhưng mà đúng là ở đây người ta nấu cái gì cũng ngọt đó. Lúc này như là 11 nắng hay sao á, anh hơi dai dai một xíu. Hỏi thì mực tươi có thể là do người ta xào như thế nào, nó hơi dai một xíu nha các bạn, chứ không phải là một nắng nha. Thế là món này cũng được, nhưng mà không có gì đặc biệt so với đối với mình. Cái món mong đợi cũng đã tới, đó là cá nóc này thì mình đã từng ăn một lần ở Nha Trang rồi, thì mình nhìn nó cũng không có khác mấy về cách chế biến. Là ở đây thì có một cái cá nóc xào xả ớt ha, thì đây có miếng nó to này, các bạn coi như là miếng thịt gà đúng không, bạn coi cái miếng cá nóc như là miếng thịt gà, nó rất là to nha. Mình ăn cho bạn coi. Món này ngon này, nhất là tại vì người ta không làm quá ngọt nên là ăn là thấy ngon rồi đó. Ăn thì nó giống thịt gà nhưng mà nó mềm hơn, nó mềm hơn một xíu nhưng mà nó dai giống thịt gà vậy đó, ngon lắm. Đây một cái món các bạn nên thử khi mà tới quán ông già. Quán ông già xíu là mình cái địa chỉ mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả video á, ngon lắm. Cái xương nó khá mềm nha. Ăn không đừng có chấm gì hết, nếu mà chấm thì mình khuyên các bạn nên chấm muối tiêu chân là ngon nhất. Còn cái mắm này kia người ta làm ở đây rất là ngọt, ngọt rất là ngọt luôn. Ok, món mong chờ nhất là đã tới và mình không làm mình thất vọng một xíu nào. Thì ra đây thì món đầu tiên các bạn nên ăn đó là cá nóc xào xả và gỏi cá mai, và chứ là có thêm hàu nữa. Hàu ra thì mình sẽ quay review hàu cho các bạn coi. Chắc mình sẽ xin một chén cơm trắng để ăn với cái này. Mình nghĩ cái này ăn với cơm trắng nó sẽ ngon, chứ ăn không như vậy nó hơi lạc quẻ. Mình sẽ chan vào cái này. Này, ăn một xíu cơm trắng. Nó hợp lắm luôn đó các bạn, cảm giác như là ăn cá kho với thịt cơm trắng này á, rất là hợp luôn. Nha, nhớ nha, ra đây kêu cá nóc xào xả ớt và lại xin thêm một tô cơm trắng này để ăn kèm, vừa no mà vừa ngon nữa. Ngon lắm. Thêm miếng này nha. Rất là hợp. Ok, chắc là mình sẽ đánh chén xong cái này thì mình bây giờ mình còn thêm một con hàu nữa. Rồi xíu nào ra mình sẽ quay con hàu, nó rất là đặc biệt, quay cho các bạn coi con hàu đó. Đây là hàu đá.
nó rất là đặc biệt, nó khác luôn nha. Wow, nóng. Đây mình đang còn nó to và nó có màu đỏ này, chứ không phải là màu trắng giống như nào trong mình, mà nó rất là to luôn. Wow, nặng lắm. Thế mình ăn thử cái thịt của nó ở trong này. Nhìn cái này đi. Đây, cho những thịt của nó. Dạ. Thịt nó không có màu đỏ nó trong luôn này. À. Nào. Ok. Ăn thử nha. Cái mùi á nó không giống như cái hàu ở trong mà mình thường ăn, nó giống cái ốc hơn, nhưng mà nó rất là ngọt, tươi, ngon. Đây, một món mình khuyên bạn nên dùng thử khi mà ra Phú Quý, và nếu như bạn ghé cái quán ăn ông già thì một món các bạn có thể nên ăn ha. Hàu đá nướng mỡ hành rất là ngon, chấm thêm tí muối tiêu nữa. Mở thật này, để mình review nguyên cái bữa ăn của mình hôm nay của mình nha. Từ bên này trước đây. Bên này là mực cấp chao thì không được ngon cho lắm. Cấp chao này không được ngon cho lắm. Mình không thích món này, nhưng là cái vị món này mình phù hợp với mình ha, nên là mình sẽ không recommend cho các bạn. Tôm thì tôm ở ngoài này thì nó không được tươi, mình bỏ qua đi, tại vì cái món này nó phải là món chính. Món thứ hai là món hàu đá ha. Hàu đá các bạn có thể ăn sống hoặc là nướng mỡ hành đều ngon, thì cái món này là mình khuyên các bạn ăn nên ăn thử. Món thứ tư là cá nóc ha. Món thứ tư là cá nóc ha. Này, da cá nóc này, cá nóc xào sả ớt rất là ngon, các bạn nên ăn thử, và nhớ là xin thêm một tô cơm này để ăn kèm nha. Món thứ năm là gỏi cá mai ha. Gỏi cá mai hoặc là gỏi cá nhái thì các bạn có thể kêu hai cái món đó đều ăn đều ngon đó. Thì bây giờ ba món này ăn được, hai món này thì không nên thử, tức là các bạn cứ để bụng ăn mấy cái món này trước, xong nếu các bạn cảm thấy chưa no thì các bạn. Và cái món thứ hai trong vlog này đó là bò nóng. Bò thì nó đâu có gì lạ đâu, ở đâu cũng có thể ăn bò, nhưng mà bò ở Phú Quý nó lại như thế nào và cách làm của người ta như thế nào mà mình lại review, thì mời các bạn coi luôn. Em nướng lại gì? Nướng giấm, xào giấm, tái. Thì cho em nửa ký trước đi, tái với lại nướng trước đi. Dạ. Hôm nay thì mình đang đi ăn bò nóng ở quán Hòa Thướng. Thì bò nóng thì người ta sẽ cho các bạn một cái miếng, các bạn ăn bao nhiêu thôi, ví dụ như là nửa ký hoặc là một ký, thì một ký chỉ có 280.000 thôi, và các bạn kêu nửa cái bò ra thì để xíu nữa ra thì mình sẽ quay cho các bạn coi cái cách thức người ta bán như thế nào và tại sao cái món này nó nổi tiếng như vậy. Sorry các bạn là tại vì người ta đang hát karaoke, vì đây là một quán ăn cũng là kiểu quán nhậu nhà vườn á, nên là dân địa phương người ta hát karaoke thì khá là ồn nha. Ok, xíu nữa bò ra mình sẽ quay cho các bạn rõ hơn cái món là bò nóng này rất là nổi tiếng ở Phú Quý, thì một trong những cái món mà bạn không thể bỏ qua khi mà đi du lịch Phú Quý. 500 gram bò ha.
em. Đây 500 gram bột. À, khi bạn kêu 500 gram thì người ta sẽ đưa cho bạn 500 gram bột mà chưa thái ra như vậy luôn này. À, cái phần da thế này thì người ta đã thui chín rồi ha. Ờ, đây. Ồ, người ta ướp lạnh nha. Cái miếng này còn sống nha các bạn. À, đó, người ta cắt ra thì bây giờ các bạn, cái này là các bạn cắt ra nướng thì như chị chủ nói thì cái miếng này dùng để ăn tái, thì khi mà ra thì người ta sẽ cho bạn kèm thêm một cái thớt như này. Xong rồi các bạn sẽ tự thái và tự nướng và tự ăn món gì, ví dụ như là giấm, nhúng giấm hoặc là tái chân. Có nguyên một cái dĩa ớt này. Dĩa ớt này rất là ngon nha. Ok, bây giờ chắc mình sẽ làm món tái trước. Mình cắt chân ra trước để mình làm tái. May là biết nấu ăn chứ không xuống mà ra nguyên một miếng thịt bò này là không biết làm sao luôn á. Cắt chân phải có nghệ thuật nha các bạn. Cái miếng này thì là theo chị chủ thì sẽ sẽ cắt thử và mình ăn thử nha. Ví dụ như mà nhiều người người ta ăn tái không quen hoặc là mình không quen bị bò thì mình không nên là cắt hết. Ok, bây giờ mình sẽ thái cái phần mà để ăn tái. Tái thì các bạn chỉ cần thái mỏng mỏng xíu thôi, không có quá dài. Nó cái dao này nó hơi không được sắc cho lắm. Chắc chưa anh à? Hả? Đây là nguyên cái phần tái mà mình vừa thái ra xong. Đó. Đây, nếu có chân đây thì chắc mình sẽ cho thêm xíu nước mắm vào. Chắc là cho ớt ớt nhiều nhiều xíu. Sống hoàn toàn nên là các bạn nhúng một xíu để cho nó tái ra. Còn mình nghĩ cái này là đây các bạn thấy không, cái miếng thịt bò thấy không đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng này. Gần như là không có cái mùi tanh của máu bò luôn á. Cồn quá. Ăn thêm một miếng nữa rồi nói. Bò nó không được mềm cho lắm, cũng ngọt và cay và chua, thì đó là ba cái vị chính, thì nó không được mềm cho lắm. Mình nghĩ là cái món tái này thì ăn cho biết thôi, chứ chắc là sẽ nướng ăn nó sẽ ngon hơn. Nếu như mà các bạn nướng thì các bạn cắt to một xíu để cái miếng thịt nó không bị khô. Kinh nghiệm từ đầu bếp và quanh nha các bạn, quanh cùng chân nha. Nó cắt to một xíu như vậy. Hiện tại bạn đã
bản ra nghe nhạc là không phải là từ một bên mà hai bên kế nhau, cách nhau khoảng 1 mét đang hát, kiểu như là đang đấu nhau vậy đó. Ok, mình sẽ cắt miếng này ra luôn. Mình cứ nghĩ là bò nóng là cái thịt bò nó đang tươi ấy, xong người ta vừa làm ra thịt bò nó đang còn nóng ấy, thì là như vậy. Nhưng mà chắc là tại vì người ta phải kiểu như là phải làm trước rồi phải bỏ tủ đông á, chứ không nếu như vậy thì nó sẽ hư. Một cái miếng to để mình nướng nguyên khối để xem kiểu như là unsteak á, xem nó như thế nào nha. Đây, mình sẽ phải mình sẽ nướng một miếng to như vậy để nướng một miếng to như vậy luôn nha. Thì unsteak phải ướp dầu, đây mình sẽ bỏ vào đây, cắt nốt một lần rồi nướng luôn ăn. Thì cái da này này, cái da này nó đã chín rồi, các bạn không cần phải nướng cho nó chín cái da đi, bạn chỉ cần nướng cho miếng thịt nó chín ở đây thôi, chín vừa vừa thôi. Mình cái thịt bò mà nướng lâu thì nó không có ngon. Sẽ nướng nướng trước mà mấy miếng nhỏ ha. Trước rồi mình sẽ ăn xong thì mình sẽ nướng tiếp. Thì bò thì mình nghĩ là nên giống cái gì ta? Ở đây thì mình thì thích ăn với muối tiêu, tại vì không thích ăn nước mắm nó sẽ bị mất cái vị bò, nên là chắc là mình sẽ xin một cái muối và mình sẽ ăn với lại muối tiêu chân thôi, chứ không ăn với lại nước mắm nó sẽ mất cái vị bò đi. Ok, thì xíu nữa mình sẽ nướng cái miếng này sau và mình sẽ ăn cho bạn coi là nó bị như nào. Thì đang rất là ồn các bạn ơi, đây là mình đang nướng đây này. Miếng bò thì mình nghĩ là không cần phải quá chín, tới tái là ăn được rồi. Nó không
không dai mà cũng không có mềm. Tức là tại vì cái phần này có mềm nên người ta cái phần này nóng. Bản thân nó là dai rồi ha. Ăn không thì ngon lắm. Nó ngọt ngọt ha. Bây giờ mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh. Thì mình thích ăn với muối tiêu chanh thôi, không thích ăn với mắm nêm. Tại vì ăn với mắm nêm nhiều khi nó mất cái vị bò nên nó sẽ không ngon. Mình nghe bạn mình nói thì cái ngày mà người ta mua bò là 3, 5, 7, tức là chỉ có 3 ngày đó người ta mua một bò thôi. Giãn cách ra thì mình nhớ, nhưng mà các bạn muốn đi ăn thì mình nên đi ăn sớm để thịt bò người ta còn tươi á. Mà nếu như mà vừa lúc mà người ta mổ xong mà mình mua luôn á thì một cái mảng thịt bò nó còn tươi như vậy á, mà ra nướng hoặc là các bạn có thể mua về nhà. Ví dụ như là ở đây người ta bán có 270 nếu như ăn tại quán, và nếu như mà các bạn mua về nhà thì như là 250 thì phải. Nếu bạn có thể ở khách sạn á thì chiều tới hoặc là sáng chiều bạn ra bạn mua 1 ký hoặc là 2 ký, xong bạn về khách sạn bạn có thể nướng barbecue này kia rất là ngon. Một số khách sạn ở đây thì người ta đã chuẩn bị lò sẵn cho các bạn rồi, các bạn chỉ cần về các bạn nướng thôi. Mình nghĩ cũng là một option để cho những người mà đi đông mà muốn tự làm ăn thì cũng rất ngon. Ok, đây là miếng bò sau khi mà mình nướng chín thêm một xíu. Mình nghĩ là như vậy là ngon rồi. Cắt ăn thật nha. Cắt miếng to to đi. Đó, nó ở trong này, ở trong nó vẫn còn hơi đỏ đỏ này. Đó, mình còn hơi đỏ đỏ và hồng hồng này. Đó, các bạn nhìn nha. Mắm nêm thì ăn nó sẽ mất vị bò. Ngon hơn rất là nhiều á, mềm. Nó mềm hơn rất là nhiều, nó ngọt hơn rất là nhiều. Ăn nó còn cái gọi là cái nước á, khi bạn ăn á nước ở trong miệng. Rồi xác định lần sau mà tới đây ăn thì tốt nhất là để nguyên một miếng to, vừa to thôi. Rồi các bạn nướng từng miếng xong này ở ngoài á, các bạn nhìn nó hơi cháy như vậy này. Đó, các bạn thấy nước không? Đó, thấy đó, nhìn nước này. Thấy cái nước này. Đó, như vậy là ăn được rồi. Mình sẽ ăn thêm một miếng ngon lắm, ngon hơn rất là nhiều luôn. Lúc này chắc lại mình phải làm nướng cái này trước rồi cắt cái kia sau. Bây giờ mình lỡ mình cắt rồi, chắc là sẽ quay lại đây một lần nào đó mình sẽ ăn thêm kiểu đó, nó sẽ ngon hơn. Wow, nó ngọt mà nó không có bị dai, ăn có cái nước ở đằng trong á. Thêm một miếng ớt vào. Tuyệt vời. Thank you.
Và đó là những cái món ăn mà mình đã thử ở Phú Quý, và đặc biệt hai món cá nóc và lại bò nóng. Và nếu như các bạn đi Phú Quý thì nhất định các bạn nên thử hai cái món này, tại vì nó khá là đặc biệt. Ngoài ra đương nhiên là bạn có thể thử tôm hùm, thử cua hình đế, đó là những cái món ăn mà không thể không thử khi mà đi ra Phú Quý rồi. Nhưng mà hai món đó thì đặc biệt nên là bạn thử cho biết ha. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hòn đảo Phú Quý thì các bạn comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và nhớ đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.